Kính chào các bạn. Kính chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta lại quay lại về vấn đề đó là về chiếc xe VinFast của ông Phạm Nhật Vượng vừa phát hành tại Việt Nam. Và theo những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp trong thời gian vừa qua, liên tục cập nhật, thì đó là một phiên bản của cái công nghệ sản xuất cũ mà đã được bị châu Âu thải loại từ rất lâu, và sau khi mua lại và tiếp tục thay một số cái bộ phận và phụ tùng để chuyển về Việt Nam và bán với giá rất là cao, và đặc biệt là nó cái tiêu chuẩn môi trường thì rất thấp. Và hôm nay chúng ta đang có mặt ở đây ở ngay cái Auto House, tức là cái nơi sản xuất, tức là và họ bán những chiếc xe này là xe Dacia đây, Sandero. Chiếc xe này theo các bạn đã thấy là một cái xe ở phân khúc như là chiếc xe của ông Phạm Nhật Vượng đã bán trong thời gian vừa qua ở Việt Nam với giá là gần 400 triệu đồng Việt Nam và chưa có thuế. Đặc biệt chiếc xe mà ông Phạm Nhật Vượng bán thì cái tiêu chuẩn khí thải theo như chúng tôi đã điều tra và cung cấp thì được biết rằng là chỉ đạt tiêu chuẩn Euro 4. Mà Euro 4 thì thưa các bạn, tại Đức và tại châu Âu, đặc biệt là tại Đức, thì đã cấm cách đây khoảng nhiều năm rồi. Tức là tất cả những xe hiện nay sản xuất và bán được ở Đức và được phép đăng ký phải là Euro 6, và kể cả Euro 5 cũng không được đăng ký. Thì đấy là cái thông tin mà tôi đã thu thập được ở ngay trong cái hãng xe này. Và đây là chiếc xe các bạn thấy rất là đẹp và cùng phân khúc với chiếc xe của ông Phạm Nhật Vượng đã làm. Đây là hình ảnh của catalog của chiếc xe đó. Vâng, và cái điều rất đặc biệt là chiếc xe này với cái chất lượng rất cao như vậy thì các bạn cũng thấy rất là đẹp, rất là đẹp. Vậy, và cái giá của nó là chỉ có là 6.900 euro. Đó. Tức là 6.900 euro, đây là có gồm có cả thuế. Và tất nhiên là khi tôi đã nói chuyện với những người bán hàng ở đây thì được họ cho biết rằng là khi mà các bạn mua xe ở đây thì chúng tôi sẽ trừ cho các bạn 19% thuế nữa. Tức là các bạn phải giảm xuống 19% nữa, bởi vì là cái thuế mà khi xuất khẩu ra khỏi nước Đức thì các bạn sẽ nhận được khi mà có cái vận đơn xuất ra khỏi nước Đức, tức là 19% vừa biết được và tiếp tục cung cấp cho bạn đọc. Đây, các bạn hãy nhìn chiếc xe này. Đấy. Và chiếc xe này rất là đẹp và có cái khung gầm rất chắc chắn, và đặc biệt là nó được sản xuất từ những cái công nghệ rất là tiên tiến mà châu Âu đã được chấp nhận. Và các bạn sẽ thấy chiếc xe, đây là chiếc xe. Đấy, và đấy. Và tôi xin cung cấp thêm những cái thông tin về cái thời gian vừa qua mà các bạn đây là cái khu vực mà chúng ta đang xem, đó là một cái nơi mà bán xe cấp cái thiết bị phụ tùng cho những chiếc xe như vậy. Tôi xin chiếu cho các bạn xem. Đây, các bạn đã xem rất là rõ. Đây là những hình ảnh của cái khu bán xe này. Đây, và đấy, họ rất hiện đại và có những cái hỗ trợ hậu mãi kỹ thuật rất đặc biệt, bởi vì là ở đây những bất cứ khách hàng nào khi mua hàng ở đây thì đều được chăm sóc một cách rất cẩn thận, chu đáo, và đặc biệt là sẽ có chế độ bảo hành những 3 năm. Đây là hãng xe. Các bạn thấy đây là xung quanh, đây là bán xe. Đây, những cái dòng xe này. Đấy, và đây, mời các bạn xem. Các bạn xem này. Các bạn nghe rõ chưa ạ? Vâng, các bạn có nghe rõ không? Đây, đây là chiếc xe. Vâng, đây, đây là chiếc xe. Và như các bạn đã biết thì trong nước thì ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Nhật Vượng, đấy là những cái người mà họ luôn luôn đi với nhau để hỗ trợ nhau bằng nhiều cái chính sách khác nhau mà ưu đãi đặc biệt về vấn đề đất đai. Và đây là hình ảnh của ông Phạm Nhật Vượng và ông Nguyễn Phú Trọng. Đấy, còn là sau lại. Đây. Đây là cuộc gặp. Đúng. Và ngoài ra thì hôm ông Nguyễn Xuân Phúc là người thủ tướng thì ông ta cũng rất quan tâm đến vấn đề phương tiện đi lại, đặc biệt là vấn đề doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng, cho nên ông ta lúc nào cũng đồng hành, lúc nào cũng ủng hộ, lúc nào cũng đến quảng bá, quảng cáo trực tiếp cho các bạn để các bạn biết và mua. Nhưng mà có vẻ như là đây là mua về vấn đề là chính trị là chính, chứ không phải là mua cái sản phẩm mà cái người dùng được dùng. Đây, các bạn thấy không? Đây, đấy, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông đang lái xe. Còn đây, chúng tôi đã điều tra thì chiếc xe mà ông Phạm Nhật Vượng, tức là xe Fadin của VinFast, thì có rất nhiều chi tiết giống như chiếc xe Chevrolet mà lần trước chúng tôi đã điều tra. Thì đây là cái hình ở trên là thiết bị motor của cái xe Chevrolet. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Thì trong này chúng tôi cũng đã đánh dấu
rất rõ những cái chỗ, cái vị trí mà có thể nó rất là giống nhau. Đấy. Ví dụ như là cái xe Traveler này thì cái phần trên ấy, đấy, rất giống cái phần trên của ông xe của ông VinFast, Fast đi của ông Phạm Nhật Vượng. Đấy, và cái phần cái của ông Phạm Nhật Vượng với phần này, cái hộp nhựa này nó có đúng y hệt cái hình mẫu như thế và đúng y hệt như thế, nắp tức nào y hệt như thế của cái xe Chevrolet là cái loại xe mà đã bị thải hồi từ cách đây cả từ năm 2016 là không bán ở châu Âu nữa và họ đã dỡ đi không bán nữa. Đấy, đấy. Thì đây là những cái hình ảnh rất cụ thể mà chúng tôi sẽ đưa tiếp tục đưa. Đấy, đây là cái hình ảnh mà các bạn đang thấy là cái mẫu xe và đằng trên là cái máy của xe Chevrolet và có nhiều chi tiết rất giống của xe của Fandin của VinFast bán. Đấy. Và chúng ta đang nhìn đây là một chiếc mẫu xe rất đẹp và được sản xuất theo như tôi đã điều tra và hỏi cái người làm bán hàng và cái người dịch vụ kỹ thuật ở đây thì chiếc xe này là được sản xuất tại Romania, tức là ở châu Âu và theo công nhận châu Âu, và chiếc xe Dacia này giá rất thấp và đặc biệt là kỹ thuật thì rất là tốt, bởi vì là nó được hãng Renault là cái hãng mẹ cung cấp toàn bộ về vấn đề motor, mô tô cũng như tất cả những cái phần quan trọng ở trong chiếc xe này và kiểm tra chất lượng đàng hoàng. Thế còn chúng ta quay lại về vấn đề xe của ông Phạm Nhật Vượng thì chiếc xe mà chúng tôi đã điều tra thì chỉ thuộc về một cái người bán hàng, nhân viên bán hàng của ông Phạm Nhật Vượng ở Hà Đông đã nói rằng chiếc xe đấy của ông chỉ được Euro 4 thôi. Euro 4 tức là khoảng xe Fadi của VinFast, mà Euro 4 thì ở châu Âu không hề dùng nữa từ rất lâu rồi, tức là cái này xe này là chỉ chạy thẳng cái bãi rác thôi, không ai dùng nữa, mà ở châu Âu phải là Euro 6. Và cái máy của xe Fadi của ông VinFast thì rất giống xe của Opel Kadett của 1.0 ở Đức, nhưng mà nó đạt tới Euro 6. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là cái chất lượng nó khác hoàn toàn, nó sản xuất ở châu Âu khác hoàn toàn, chất lượng tốt. Thế còn cái xe mà Euro 6 thì mới được lưu hành, được chạy ở đây. Thế còn cái xe Euro 4 tức là cái hàng thải của châu Âu thì đem về lắp ráp để bán cho cái người dân Việt Nam với là xe Fadi với giá rất là cao. Đây. Đấy, thiết bị máy các bạn thấy không? Máy của nó giống nhau. Giống nhau, nhưng mà cái xe của ông Phạm Nhật Vượng thì nó thêm một cái bugi nữa để nó tăng thêm thành 1.4, nhưng mà với 1.4 thì cái ô nhiễm môi trường rất là lớn và cái công nghệ cũng là thấp, bởi vì nó chỉ đặt có Euro 4, tức là cái đấy ở châu Âu thì đã vứt chạy ra bãi thải từ rất lâu rồi. Đấy, và các bạn nhìn thấy thêm nữa, chúng ta hãy xem tại sao chúng ta nói cái xe của Phạm Nhật Vượng tương tự cái xe của Opel. Đây các bạn hãy xem, tức là cái chỗ mà bán hàng đó họ đã đưa cho chúng tôi thông tin là cái hãng GM cái nơi là có cái bản quyền, sở hữu bản quyền của những cái hãng xe là Opel và Chevrolet. Thì Chevrolet sau khi mà đã rút khỏi toàn bộ châu Âu vào năm 2016 rồi thì những cái dây chuyền sản xuất máy móc cũ đó, những cái thứ đó họ thường bán cho những cái nước thứ ba, nước nghèo để chạy với cả cái ô nhiễm môi trường rất lớn và cái nguy hại về cái sức khỏe nhiều, thì họ bán cho nước thứ ba, tức là cái Chevrolet đây là đã bỏ đi rồi. 2016 là ở châu Âu là không thể bán được nữa, đã bỏ đi rồi, và bây giờ thì lại dùng cái đó theo như báo Tuổi Trẻ đăng thì là cái xe Chevrolet đó thì là cái gốc của cái xe ông Phạm Nhật Vượng hiện nay. Và ngoài ra họ cũng hãng GM cũng sở hữu hãng thương hiệu Opel. Opel là một cái thương hiệu cũng bán nhiều, nhưng mà Opel họ tiếp tục phát triển lên thì để cái thành cái máy là chạy Euro 6. Euro 6 các bạn thấy đây, cái Opel đấy, Euro 6 thì mới bán được ở châu Âu. Thế còn cái xe mà cũ hàng thải thì mang về Việt Nam bán với Euro 4, tức là hàng thải của châu Âu, ở châu Âu thì không thể bán được cái này nữa và phải chạy ra bãi rác. Đây các bạn xem, thương hiệu của GM thì gồm có Opel và Chevrolet, có nghĩa là thường họ sản xuất máy và các phương tiện cơ bản giống nhau, sau đó họ chuyển và dán chặn nhãn khác nhau để có thể bán được cho nhiều nơi có cái nhu cầu rất là thấp về vấn đề môi trường, tức là không bảo vệ môi trường và tiêu thụ năng lượng rất lớn. Đấy, để đây các bạn thấy rất rõ. Và đây là cái chúng tôi cũng đã cho người đến tận tức là chúng tôi đã hỏi và phỏng vấn rất nhiều người đã xem trực tiếp chiếc xe của Chevrolet về cái vấn đề này, thì là cái xe này ấy, thì chúng tôi đã mở cho xem mở máy ra và họ đã thấy rằng là những cái máy này tương tự cái xe Opel như chúng tôi vừa nói, nhưng mà nó dài hơn một chút và nó thể chỉ theo tiêu chuẩn Euro 4, là cái thứ mà ở châu Âu không thể bán được nữa và cho vào sọt rác từ lâu rồi. Đấy. Đây là cái máy của xe VinFast của ông Phạm Nhật Vượng. Đây. Và đây các bạn cũng thấy là cái tem dán ở trong cái máy xe đó của ông Phạm Nhật Vượng. Đấy, là công ty VinFast. Đấy.
Và những cái người mà đi điều tra mà xem những cái xe đó ở chỗ ông Phạm Nhật Vượng, tức là chỗ mà bán xe VinFast, thì họ thấy rằng chiếc xe rất là tệ ở chỗ là nó không được bọc một cách cẩn thận, kể cả trong những cái chỗ mà để lốp xe thì nó cứ để trống như này thì bùn đất nó bắn vào đây để làm sao cạo được, và không có cái xe nào lại như thế này cả. Ở châu Âu cũng không bao giờ tìm thấy là nó thiếu phụ tùng như thế này, nó không có cái chắn mà lại đem ra bán thì rất là tệ, bởi vì cái chất lượng như vậy là rất là kém. Ngoài cái tém máy móc về cái ô nhiễm môi trường ra thì bây giờ nó còn kém cả về vấn đề là kỹ thuật nữa, thì cái này sẽ tranh nhanh rỉ nhanh học. Đấy, và đây là các bạn xem cái hình mà cái lốp xe đấy, cái lốp xe của xe VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đây. Đấy, thì nó cái phần này nó không được bọc, nó không được bọc cái gì cả. Ở chỗ này là coi như là rất là nhiều lỗ hổng trống rỗng như này, thì cái bùn đất đã bắn vào đây thì bẩn hết và hỏng hết. Đấy, thì cái xe đây là hình ảnh chúng mà chụp được, cái người xem đã chụp được trong những showroom của ông Phạm Nhật Vượng, ông bán hàng của chiếc xe hiện nay đang bán, với nói là đây là niềm tự hào của Việt Nam thì nó như thế, tức là nó thủng lỗ lung tung cả. Đấy, và bán thì rất đắt. Và ngoài ra chúng tôi cũng đã đọc và tra cứu trong cái tờ báo của Việt Nam có đăng rất rõ về cái việc mà cái hãng là Enro, NCAP, tức là đã được chương trình đánh giá xe khắc nghiệt nhất thế giới, tức là cái xe này của ông Phạm Nhật Vượng, ông đã đưa đi kiểm tra ở chỗ đấy rồi. Tức là theo như tờ báo đăng như vậy, những thông tin mới đây về việc những mẫu xe ô tô VinFast này được gửi sang thử nghiệm tại các trung tâm thử nghiệm tại nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy hãng xe này đã chuẩn bị để đối mặt với các cuộc thử nghiệm khắc nghiệt nhất hiện nay. Một chương trình đánh giá xe an toàn uy tín từ nhiều năm nay chính là các bài thử nghiệm của EuroCup, tức là chương trình đánh giá xe mới của châu Âu. Đây là chương trình đánh giá xe mới của cộng đồng châu Âu với những bài test kiểm tra khắc nghiệt nhất hiện nay. Và sau khi bài báo này ra thì chúng tôi cũng như là xe ông Phạm Nhật Vượng ra thì chúng tôi cũng đã điều tra. Đây các bạn có thể thấy cái tờ báo, bài báo ở đâu. Đây là tờ bài báo của báo xe giao thông này, xe giao thông. Đấy, rất rõ, và chúng tôi sẽ đưa đường link để các bạn tự điều tra, tự xem. Và trong cái bài báo này là ông ấy nói, người ta nói rằng 20 tháng 3 năm 19, tức là cái lô đầu tiên, lô xe VinFast đầu tiên trong số 155 xe đã được chuyển bằng đường hàng không đến 14 quốc gia, 4 châu lục để kiểm tra thử chất lượng với độ an toàn. Và trong đó thì theo như họ nói là đến cả Euronel NCAP để kiểm tra. Đây là một cái hãng mà ở Đức mà tôi biết là rất uy tín, và họ đánh giá rất công minh những cái thông tin về xe và phương tiện. Thì cái điều này là chúng tôi đã điều tra, và các bạn hãy xem kết quả điều tra ra sao. Thì kết quả của chúng tôi điều tra ở cái hãng xe này, ở cái hãng đánh giá là EuroCup InCap này. Đây, EuroInCap, đây là cái nơi đánh giá xe một cách là trung lập, và họ không phụ thuộc vào cái việc gì cả. Đây, và các bạn có thể tra cứu trực tiếp trên cái trang web của trang này. Và cái trang này thì chúng tôi cũng sẽ đưa đường link sau khi phát livestream này, chúng sẽ đưa đường link để các bạn tự tra cứu. Thì trong toàn bộ cái thông tin về những chiếc xe được đánh giá ở trong này không hề có thông tin về chiếc xe của VinFast của Phạm Nhật Vượng ở trong cái danh sách này, tức là cái hãng này là không có. Thế thì chúng ta phải đặt ra bài câu hỏi là tại sao mà khi mà bài báo trong nước nói rằng hơn 150 chiếc xe lần đầu tiên đã sản xuất ra và đưa đến giá, thì lại đến đây, có cả đến đây, nhưng mà cuối cùng là đến chúng tôi đã tìm hiểu thông tin trên trang của EuroCup InCup thì không hề thấy chiếc xe nào. Rất nhiều xe các hãng trên thế giới nhưng mà lại không thấy xe của ông Phạm Đại Vượng được ghi tên ở đây và đánh giá ở đây. Tức là tự tóm lại là chưa có cái thông tin về đánh giá xe này, tức là gửi đi vào tháng 3 mà lại nói là đánh giá mà chưa có thông tin gì. Thế mà tháng 6 thì đã bung ra bán rồi, thì có nghĩa là cái việc mà đánh giá này là rất là khó hiểu, và chắc chắn rằng là những cái thông tin cụ thể và chi tiết tới đây sẽ được điều tra thêm khi chúng tôi hỏi trực tiếp cái nơi mà kiểm tra, đó là Euro NCAP đó. Đây các bạn sẽ xem, và trong cái danh sách này là không hề có tên xe của VinFast của ông Phạm Nhật Vượng, mà như là cái bài báo kia, như cái bài báo này đã đăng. Đây, bài báo này đã đăng của báo và trong báo trong này thì nhiều báo đăng lắm, báo xe giao thông các thứ cũng đăng rất nhiều. Đấy, thì trong ghi rất rõ cái nội dung là đã gửi đến chỗ này, gửi thông tin đến chỗ này để kiểm tra chất lượng nọ kia, nhưng mà cái chỗ này là không có, và chúng tôi đã tìm hiểu và không có cái tên của cái xe của ông Phạm Nhật Vượng đánh giá. Mà khi cái xe mà không được đánh giá cụ thể mà không được công khai minh bạch ra thì các bạn cũng hiểu rằng là lưu thông trên đường rất nguy hiểm, ở chỗ là nếu mà chạy chậm 30 cây số giờ, 40 cây số giờ ở trong thành phố thì không sao, nhưng mà khi đi đường cao tốc hoặc là khi vượt, khi lạng, khi lách, khi trời mưa thì nó có thể dẫn đến những cái việc mà rất là nguy hiểm, đó là lật xe hoặc là va xe, hoặc là khi bị đâm vào, những cái xe bị đâm vào thì nó có thể méo mà không biết là nó sẽ bẹp người hoặc là chết người như thế nào, hoặc là có thể cháy, có thể xe đang chạy mà nó bùng cháy, bởi vì motor mà không được kiểm tra, mô tô không được kiểm tra cẩn thận, chạy cho đủ giờ, đủ cái công năng của nó thì nó sẽ có thể bốc cháy.
và nó bốc cháy thì chết, hoặc là nó có nhiều cái tai nạn khác xảy ra, hoặc là cửa nó kẹp lại chẳng hạn. Khi ví dụ như là bên này họ thử là khi mà tay xe đâm tai nạn thì cái cửa, những cái cửa như thế kia là phải được mở ra, mở có thể dễ mở hơn để người ta còn thoát ra, chứ còn nếu không nó cháy nó nổ thì chết cháy ở trong đấy cả nhà đấy. Thì tóm lại là cái bài test, bài kiểm tra này rất nhiều, từ khí thải cho đến độ an toàn, cho đến những cái vấn đề phanh, vấn đề mọi viên, vấn đề điện, rồi nhiều chuyện, những chuyện khác, rồi nhiệt độ, rồi nhiều chuyện. Thế thì trong cái tờ, cái bảng trang đánh giá này là không hề có cái đánh giá của cái xe của VinFast. Và như vậy là nếu mà đi xe mà không có đánh giá thì giống như một cái tù mù, rất là nguy hiểm. Và cái điều này thì lại đang được ông Nguyễn Phú Trọng với ông Nguyễn Xuân Phúc là quảng bá, quảng cáo rất mạnh để những người dân, người ta mua đi cái thứ xe như vậy thì quả là nguy hiểm. Và cái thông tin này thì sẽ tiếp tục được điều tra kỹ hơn về cái việc mà test như thế nào và kiểm tra ra sao. Và đây và các bạn sẽ thấy, và trong khi đó thì chiếc xe mà không có danh sách test ở trên đấy thì không có, thì lại được bán với giá, sau đó được bán luôn với giá là 395 triệu chỉ sau có 3 tháng, tức là nói là kiểm tra, gửi xe đi kiểm tra vào tháng 3 thì đến tháng 6 bán luôn với giá là 395 triệu, tức là không biết là test vào lúc nào nữa. Đấy rất đắt. Đấy, xe đấy là xe Fadi của VinFast. Và cái ảnh này thì đã những cái người test, người ta đi thử, người ta đã chụp ảnh và người ta gửi cho chúng tôi để chúng tôi thấy rằng là đây là những chiếc xe và đang được bán, được giới thiệu ở một số cái showroom của ở Việt Nam. Đây, và thì quả thật là nguy hiểm nếu mà không có được test cẩn thận khi mà nhảy những chiếc xe, ngồi những chiếc xe này. Đây, và chúng tôi nhận bằng chứng của chúng tôi về cái việc mà khí thải môi trường cũng rất là quan trọng, là đấy là Euro, bởi vì khi nó cái này quyết định cái chuyện mà xe của ông này có xuất ra nước ngoài hay không. Thì hiện nay theo như điều tra của chúng tôi, đây là một cái người mà người ta bán hàng ở một cái auto bán hàng ở cái auto ở Quang Trung, Hà Nội, Hà Đông, Hà Nội. Tức địa chỉ là 9, đây địa chỉ đây ạ. Địa chỉ là 948 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, thì có nhắn gửi cho chúng tôi về cái thông tin là khi chúng tôi hỏi là tiêu chuẩn khí thải thế nào. Đây, Fadi tiêu chuẩn khí thải Euro mấy bạn nhỉ? Thì được người ta trả lời là Euro 4 anh ạ. Đây các bạn nhìn rất rõ. Và đây là Euro 4, đây là chính là cái người bán hàng. Đây là chính là người bán hàng. Đây, người bán hàng người ta nhắn tin gửi chúng tôi là Euro 4. Và thế còn hỏi là xe chạy thử thế nào. Rồi là bảo vâng, có xe có thể chạy thử được. Thế có rồi nhé. Và đấy, có rồi nhé, và có thể đến chạy thử. Và đến đâu thì đến là địa chỉ ở 948 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Và họ nói rất khẳng định rằng là xe của VinFast đó là xe đó với cái Euro 4. Và Euro 4 thì thưa các bạn rằng là không ai dùng Euro 4, là hiện nay là không ai dùng nữa, bởi vì là ở châu Âu thì như vậy, những cái xe Euro 4 thì phải chạy thẳng ra chỗ nhà để chứa xe đổ rác, hoặc là xe ép rác, hoặc là có thể là xuất ra những nước châu Phi rất là nghèo nàn thôi, chứ không ai đi xe, bởi vì đơn giản là không có Đức và châu Âu, Đức không có cho phép đăng ký những cái xe theo Euro 4 như là cái xe Euro 4 của ông Phạm Nhật Vượng là đây, mà bởi vì kể Euro 5 cũng không được đăng ký, cấm đăng ký, và bắt đầu Euro 6 mới được đăng ký. Thì như vậy là khả năng xuất khẩu là không còn, gần như không có. Ngoài cái chuyện về giá chưa nói, thì vấn đề về cái chất lượng xe mà khi thay đổi cái Euro này thì không thể thay đổi được, bởi vì khi nó phụ thuộc vào máy, phụ thuộc vào những cái điện và rất là nhiều thứ bên trong, thì anh không thể nâng từ Euro 4 đến Euro 6 để xuất khẩu được, mà đã 4 là 4 đấy, mà thậm chí Euro 4 còn chưa biết có rõ có đúng hay không, hay thậm chí còn Euro 3 còn thấp hơn nữa. Thì cái việc này là những cái bạn báo chí và những cái người viết trong nước hãy điều tra thêm. Đấy, Euro 4 ở châu Âu thì là những cái hàng này Euro 4 thì cách đây hàng chục năm thì họ đã cho vào sọt rác rồi, và tất cả những cái dây chuyền đó được bán rẻ cho những nước châu Phi hoặc những nước lạc hậu như Việt Nam hoặc một số nước khác, thậm chí Trung Quốc họ cũng không mua những dây chuyền như vậy. Mà hiện nay thì ông Phạm Nhật Vượng cũng lại sản xuất, dùng để sản xuất cái xe gọi là VinFast Fadi của mình. Đây các bạn xem, đấy xem, và bán với giá là 394 triệu đồng VinFast Fadi. Đấy, và Euro 4 là gọi là chỉ chạy tốn xăng, ô nhiễm môi trường và rất là nhiều, có thể rất nhiều cái trục trặc khác nhau. Đấy. Thì đấy là những cái thông tin mà chúng tôi cung cấp cho các bạn. Và bây giờ thì tôi sẽ cung cấp thêm cái thông tin về chiếc xe mà các bạn đang xem. Như ngày hôm nay chúng tôi nói là đến tận nơi để xem, đấy là chiếc xe Dacia Sandero mà các bạn đang nhìn thấy, là chiếc xe rất là vừa phải và đúng như phân khúc của xe của Phạm Nhật Vượng đang bán. Và giá của nó, thưa với các bạn rằng đây là giá của chiếc xe đó, và các bạn hãy nhìn Dacia, và với cái giá mà chưa có thuế, và tôi đã trừ 19% thuế, bởi vì khi xuất khẩu thì các bạn sẽ nhận lại được 19% thuế, thì như vậy cái này chỉ còn có 5.882 euro là xe mới tinh luôn,
tương đương với 153 triệu đồng Việt Nam cái giá ngày hôm nay. Đấy, tức là chỉ có thế thôi, chứ 153 triệu đồng Việt Nam là các bạn sẽ sở hữu một chiếc xe như thế này, rất đẹp và an toàn, 6 túi khí, rồi những cái thông số kỹ thuật thì tôi tiếp tục sẽ soi cho các bạn xem tới đây, chuẩn bị soi tới đây và các bạn xem. Đây là chiếc xe Dacia với cái phân khúc tương tự như là của ông Phạm Nhật Vượng mà sản xuất tại châu Âu ở Romania luôn, và máy thì máy tất cả của Renault, đảm bảo chất lượng của Pháp luôn, là giá chỉ có 5.882 đồng là giá xuất xưởng để có thể xuất ở nước ngoài, và ra là đổi ra tiền Việt chỉ có 153 triệu đồng Việt Nam. Đấy, đấy, các bạn thấy không? Đấy, đây chiếc xe đấy mà rất là đẹp. Đây chiếc xe các bạn đang chứng kiến là chính là chiếc xe này. Đấy, đây là chiếc xe mà giá chỉ có 153 triệu đồng Việt Nam, và xe này theo như là người cái thông tin mà họ đã ghi trong đấy là do của tập đoàn Renault của Pháp làm, và rất là rẻ nhưng mà an toàn, và thậm chí xe này là còn đạt tiêu chuẩn Euro 6. Thưa các bạn, Euro 6 thì ở Đức thì mới có thể chạy và có thể đăng ký được, chứ còn Euro 5 thì không được phép đăng ký nữa, tức là lạc hậu rồi. Mà Euro 4 của ông Phạm Nhật Vượng thì cái thứ đấy là đã phải vào sọt rác từ lâu và không còn gì nữa. Thì mà Việt Nam thì vẫn mua và vẫn hô hào yêu lòng yêu nước, với cả những cái vấn đề nọ, rồi chủ tịch nước, rồi tổng bí thư, rồi thủ tướng lại đi quảng cáo cho cái xe Euro 4, tức là cái thứ rất lạc hậu như vậy. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, các bạn thấy là đấy, ông Nguyễn Phú Trọng này, đấy, chủ tịch nước này, đấy, đi quảng cáo cho cái xe Euro 4 là cái xe rất lạc hậu, thì chứng tỏ là đầu óc các ông này cũng rất lạc hậu, hay là các ông có thể là bị lừa, tức là không biết là xe nó thế nào tốt là thế nào không tốt, ông không hiểu, hay ngay cả những người cố vấn của các ông có thể cũng không hiểu, để cuối cùng là đi quảng cáo cho chiếc xe lạc hậu cách đây 10 năm rồi mà châu Âu các nơi và vứt vào sọt rác và không dùng nữa, mà bây giờ thì lại đem sản xuất bán và tung hô nhau là niềm tự hào của Việt Nam, mà thực tế thì cái xe đấy là không phải của Việt Nam mà nó là cái ruột của hãng GM, là gồm có Opel và Chevrolet cùng góp với nhau lại để bán cái dây chuyền, bán cái hệ thống máy cũ chạy Euro 4 cho Việt Nam, cho ông Phạm Nhật Vượng để sản xuất chiếc xe và là thành niềm tự hào. Và chiếc xe đó tốn rất nhiều năng lượng, nhiên liệu, trục trặc và chưa được kiểm tra kỹ, không được kiểm định bên này, và chúng tôi điều tra là chưa thấy cái thông số hiện trên trang web của họ. Và đây, đấy, Euro 4 và Euro 5 không được đăng ký ở Đức. Với các xe mới, tôi nói là với các xe mới, chứ còn cái xe cũ thì tức là xe đã chạy rồi thì vẫn đăng ký tiếp được. Nhưng mà với xe sản xuất mới như ông Phạm Nhật Vượng sản xuất thì không thể đăng ký được. Tức là xe mới tinh là chỉ có Euro 6 mới được đăng ký. Đấy, đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, đây còn ngoài ra thì ông Trọng bây giờ ông vẫn đi quảng cáo và không biết là tại sao ông lại làm những cái việc như thế này. Bởi vì là khi mà Việt Nam mà muốn hội nhập với thế giới và muốn cạnh tranh được thì phải có sản phẩm tốt hơn các nước khác, thì bây giờ lại làm những sản phẩm kém hơn các nước khác với giá thành rất đắt. Đây các bạn thấy ông Nguyễn Trung Phúc, ông đến khai trương VinFast ở Hải Phòng, ông cũng nói nọ nói kia, ông này thì đi đâu nói cũng những cái từ câu nó cũng ngơ ngơ, ông sang xét ông gọi kiều bào là phản động. Thì nói chung là một cái quan chức như thế này, cấp cao đứng đầu chính phủ mà ăn nói như vậy thì cũng rất là kém. Chính vì vậy có lẽ là ông ta nhìn nhận cái xe này là Euro 4 là tốt rồi thì có lẽ là cũng kém, bởi vì Euro 4 thì không bán được cho ai nữa, ông chỉ chạy vào trong Việt Nam một thời gian ngắn nữa thôi và giá thì rất đắt như vậy, và chất lượng thì chưa được kiểm định một cách rõ ràng thì sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì là có thể chơi cháy nổ hoặc là lật xe hoặc là long nó phụ tùng ra và khi mà lưu hành trên đường. Đấy. Và đây là tôi cho các bạn xem cái bảng giá của chiếc xe Dacia Sandero này. Đây bảng giá mà ở chỗ kia họ có ghi thì tôi đã phóng to ra. Đây, tôi phóng to cho các bạn xem đây, bảng giá đây là có 6.999 euro. Đây, rất rõ ràng. 6.990 euro là cái giá bán ra gồm có cả thuế rồi nhé, tức là 10.